Chào mừng các em đến với kênh học toán online. Trong video hôm nay, chúng ta tiếp tục giải các bài tập trong sách và bài tập của môn toán lớp 5. Các em mở sách và bài tập của môn toán lớp 5, bài 67, luyện tập. Thì đầu tiên các em làm bài tập số 1, tính câu E 60 chia 8 nhân 2,6 bằng bao nhiêu? Thì ở đây chúng ta có phép chia và phép nhân, cho nên các em chỉ việc thực hiện phép tính theo thứ tự ưu tiên là từ trái sang phải. Từ trái sang phải, đầu tiên các em lấy 60 chia cho 8. Sau đó được kết quả bao nhiêu các em nhân với 2,6. Thì 60 chia cho 8 bằng 7,5. Sau đó các em lấy 7,5 nhân 2,6. 7,5 x 2,6 các em được kết quả bằng 19,5. Tiếp theo sang câu B. Các em thực hiện phép tính 480 chia cho 125 chia cho 4 bằng bao nhiêu? Thì ở đây chỉ có phép chia cho nên các em sẽ thực hiện phép tính theo thứ tự từ trái sang phải thì từ trái sang phải đầu tiên các em lấy 480 chia cho 125 sau đó được kết quả bao nhiêu các em chia cho 4 thì 480 chia cho 125 bằng 3,84 sau đó các em lấy 3,84 chia cho 4 thì các em sẽ được kết quả bằng 0,96 Tiếp theo sang câu C, các em thực hiện phép tính mở ngoặc 75 cộng với 45 đóng ngoặc chia cho 75. Thì ở đây để thực hiện phép tính này, các em có hai cách. Cách thứ nhất là các em lấy 75 cộng với 45 bằng 120, sau đó lấy 120 chia cho 75. Cách thứ hai là các em lấy lần lượt từng số hạng của tổng các em chia cho 75, sau đó các em cộng hai kết quả lại với nhau. Thì đầu tiên các em lấy số hạng thứ nhất là 75 chia 75. Tiếp theo các em lấy số hạng thứ hai là 45 chia 75. Sau đó các em cộng hai kết quả lại với nhau. Thì 45 chia cho 75. 45 các em có thể viết dưới dạng số thập phân là 45,0. Như vậy 45,0 chia cho 75. Đây là một phép chia giữa một số thập phân cho một số tự nhiên. Các em đã học ở các bài trước. Thì 75 chia 75 bằng 1. 45,0 chia cho 75 bằng 0,6. Thì như vậy, 1 cộng với 0,6 bằng 1,6. Tiếp theo các em sang câu D. Câu D, các em thực hiện phép tính 2001 chia cho 25 trừ đi 1999 chia cho 25. Thì để thực hiện phép tính này, các em có thể làm như sau. Các em có mở ngoặc 2001 trừ đi 1999 đóng ngoặc chia cho 25. Ở đây chúng ta có số chia chung là 25. Vì vậy các em sẽ cho 25 ra ngoài. Bên trong dấu ngoặc là các em lấy 2001 trừ đi 1999 được kết quả bao nhiêu chia cho 25. Thì 2001 trừ đi 1999 bằng 2. Như vậy các em sẽ lấy 2 chia cho 25. 2 các em có thể viết dưới dạng số thập phân là 2,0. 2,0 chia cho 25. Đây là phép chia giữa một số thập phân cho một số tự nhiên mà các em đã học ở các bài trước. Như vậy 2,0 chia cho 25 bằng 0,08. Tiếp theo các em sang bài tập số 2. Bài tập số 2 có nội dung như sau. Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài là 26m. Chiều rộng bằng 3 phần 5 chiều dài. Và người ta yêu cầu các em tính chu vi và diện tích của mảnh vườn hình chữ nhật đó. Ở đây chúng ta sẽ phân tích và giải bài toán là như sau. Tính chu vi và diện tích của mảnh vườn hình chữ nhật. Chu vi của mảnh vườn hình chữ nhật thì chu vi của hình chữ nhật được tính bằng chiều dài cộng với chiều rộng được kết quả bao nhiêu nhân với 2. Nhưng các em nhớ chiều dài và chiều rộng phải cùng đơn vị đo. Diện tích của mảnh vườn hình chữ nhật thì diện tích của hình chữ nhật được tính bằng chiều dài nhân với chiều rộng cùng đơn vị đo. Như vậy, dựa vào nội dung của bài toán các em chỉ biết được chiều dài bằng 26m Chiều rộng chưa biết bằng bao nhiêu Nhưng chỉ biết rằng chiều rộng bằng 3 phần 5 chiều dài Như vậy việc đầu tiên là các em cần phải tính Chiều rộng của mảnh vườn hình chữ nhật bằng bao nhiêu Thì chiều rộng bằng 3 phần 5 chiều dài Mà chiều dài bằng 26m Như vậy chiều rộng của mảnh vườn hình chữ nhật là Các em lấy 26 nhân với 3 phần 5 Thì 26 nhân với 3 phần 5 Các em sẽ lấy 26 nhân với tử số là 3. 26 các em có thể hiểu là phân số 26 phần 1. Thì 26 phần 1 mà nhân với 3 phần 5 thì các em chỉ việc lấy tử số nhân tử số, mẫu số nhân mẫu số tức là 26 nhân 3. Và mẫu là 5 nhân 1 bằng 5. Thì 26 nhân 3 bằng 78. 78 phần 5 các em có thể biểu diễn dưới dạng thương số là 78 chia 5. 78 chia 5 thì các em được kết quả bằng 15,6 m. Như vậy chiều rộng của mảnh vườn hình chữ nhật là 15,6 m. Chiều dài là 26 m. Như vậy bây giờ các em có thể tính được chu vi và diện tích của mảnh vườn hình chữ nhật đó. Chu vi của mảnh vườn hình chữ nhật là các em có mở ngoặc chiều dài cộng với chiều rộng đóng ngoặc nhân với 2. Chiều dài là 26 cộng với chiều rộng là 15,6. Sau đó được kết quả bao nhiêu? Các em nhân với 2. Thì 26 cộng 15,6 bằng 41,6. 41,6 x 2 bằng 83,2. Như vậy, chu vi của mảnh vườn hình chữ nhật là 83,2 m. Diện tích của mảnh vườn hình chữ nhật là để tính diện tích các em lấy chiều dài nhân chiều rộng cùng đơn vị đo. Thì ở đây chiều dài và chiều rộng đã cùng đơn vị đo là mét. Như vậy các em chỉ việc lấy chiều dài nhân nhân với chiều rộng. Thì chiều dài là 26 nhân với chiều rộng là 15,6. Thì 26 nhân 15,6 bằng 405,6 và đơn vị đo là mét vuông. Chiều dài có đơn vị đo là mét, chiều rộng có đơn vị đo là mét, như vậy diện tích sẽ có đơn vị đo là mét vuông. Như vậy, chúng ta sẽ có đáp số chu vi là 83,2 m và diện tích là 405,6 m vuông. Tiếp theo các em sang bài tập số 3. Bài tập số 3 có nội dung như sau. Một ô tô trong 3 giờ đầu mỗi giờ chạy được 39 km trong 5 giờ sau, mỗi giờ chạy được 35 km. Hỏi trung bình mỗi giờ ô tô đó chạy được bao nhiêu km? Thì ở đây để tính mỗi giờ trung bình mỗi giờ ô tô đó chạy được bao nhiêu km thì các em cần phải tính được là ô tô đó chạy trong tất cả là bao nhiêu giờ và trong từng đấy giờ ô tô chạy được tất cả là bao nhiêu km, sau đó các em sẽ lấy tổng số km mà ô tô chạy được các em chia cho tổng số giờ chạy thì các em sẽ tính được là trung bình mỗi giờ ô tô đó chạy được bao nhiêu km. Thì đầu tiên chúng ta có trong 3 giờ đầu ô tô chạy được quãng đường là mỗi giờ chạy được 39 km như vậy 3 giờ thì sẽ chạy được gấp 3 lần của 39 các em sẽ lấy 39 nhân 3 bằng 117 km trong 5 giờ sau ô tô chạy được quãng đường là trong 5 giờ sau mỗi giờ chạy được 35 km mỗi giờ chạy được 35 km như vậy 5 giờ thì chạy được quãng đường gấp 5 lần của 35 km. Các em sẽ lấy 35 nhân với 5 bằng 175 km. Như vậy, trong 3 giờ đầu ô tô chạy được 117 km. Trong 5 giờ sau ô tô chạy được là 175 km. Như vậy, thời gian ô tô chạy là 3 giờ cộng 5 giờ bằng 8 giờ và quãng đường ô tô chạy trong 8 giờ là 117 cộng với 175 Thì như vậy, chúng ta có thời gian ô tô chạy là 3 giờ cộng 5 giờ bằng 8 giờ. Và số km ô tô chạy trong 8 giờ là 3 giờ đầu chạy được 117 km, 5 giờ sau chạy được 175 km. Như vậy, số km ô tô chạy trong 8 giờ là 117 cộng với 175 bằng 292 km. 8 giờ chạy được 292 km. Như vậy trung bình mỗi giờ sẽ chạy được số km là 292 chia 8. Chúng ta có trung bình mỗi giờ, ô tô đó chạy được là 292 chia 8 bằng 36,5 km. Như vậy chúng ta sẽ có đáp số là 36,5 km. Tiếp theo các em sang bài tập số 4, tính bằng hai cách. Ở đây chúng ta thực hiện phép tính 64 chia 5 cộng 36 chia 5. Các em thực hiện bằng hai cách. Thì cách đầu tiên các em thực hiện theo cách thông thường. Tức là ở đây phép tính này có phép chia và phép cộng. Cho nên các em sẽ thực hiện phép tính theo thứ tự ưu tiên là phép chia trước, sau đó thực hiện phép cộng sau. Đầu tiên các em lấy 64 chia 5 bằng 12,8. Sau đó các em lấy 36 chia 5 bằng 7,2. Và cuối cùng, các em sẽ lấy 12,8 cộng với 7,2 bằng 20. Tiếp theo các em thực hiện phép tính theo cách thứ hai là 64 chia 5 cộng với 36 chia 5 bằng bao nhiêu? Ở đây chúng ta có số chia chung của hai phép chia là 5. Như vậy, lần thứ nhất là 64 chia 5, lần thứ hai là 36 chia 5. Như vậy cả hai lần chúng ta sẽ có 64 cộng với 36 chia 5. Thì 64 cộng 36 bằng 100, sau đó các em lấy 100 chia 5 bằng 20. Như vậy bài tập số 4 đã kết thúc video hôm nay. Cảm ơn các em đã dành thời gian để theo dõi video. Nếu cảm thấy video chia sẻ là hữu ích thì các em vui lòng bấm vào nút like và nút share để chia sẻ cho nhiều người cùng xem. Và đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh để nhận các video mới nhất của kênh Học Toán Online. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở các video kế tiếp.